với các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, cây tre ắt hẳn đã không còn quá xa lạ. Chúng mọc lên rất nhanh và có thể phủ xanh đồi trọc một cách nhanh chóng. Trung bình một bụi cây tre tạo ra nhiều hơn đến 35% lượng khí oxy so với các loại cây khác. Cây tre có thể phát triển tốt mà không cần đến sự can thiệp của các hóa chất nông nghiệp như thuốc trừ sâu và không gây hại cho đất trồng. Ứng dụng của cây tre đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ trong xây dựng như dùng làm cột, kèo, trong sản xuất đồ gia dụng như dùng làm đũa, làm rổ rá, đến làm vật dụng nông nghiệp như làm cán cuốc, làm chiếu, và đặc biệt là trong ngành may mặc, làm khung váy, làm áo giáp, phổ biến nhất ngày nay là làm sợi vải thân thiện với môi trường. Qua video này, Green Gem mời bạn cùng tìm hiểu thêm về sợi tre trong ngành công nghiệp may mặc nhé. Từ năm 1864, sợi tre chủ yếu được dùng trong sản xuất giấy. Đến năm 1881, lần đầu tiên sợi tre được kết hợp với len để tạo thành sợi vải dùng cho may mặc. Tuy vậy, sợi tre lúc bấy giờ chưa được sản xuất rộng rãi do quy trình sản xuất sợi tre khi đó vẫn còn chưa hiệu quả và chi phí quá cao. Mãi đến những năm đầu thập niên 2000, sợi tre mới được đưa vào sản xuất đại trà dưới dạng thành phẩm vải và từ đó trở thành một trong những loại sợi vải được ưa chuộng nhất hiện nay. Sợi tre được sản xuất bằng cách nghiền nát và chiết xuất thành phần cellulose có trong tre, sau đó kết hợp với một số hợp chất cần thiết để ép thành sợi. Sợi tre được dùng trong sản xuất vải có thể được phân loại theo những cách sau đây. 1. Phân loại theo giống tre. Các giống tre khác nhau được trồng trên các thổ nhưỡng, khí hậu khác nhau sẽ mang một số tính chất khác nhau. Hàm lượng cellulose và tỷ lệ thành phần hóa học khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tính chất sợi tre được tạo ra. 2. Phân loại theo phương pháp kéo sợi. Sợi tre tự nhiên thường sử dụng phương pháp cơ học hay phương pháp sinh học. Quy trình sản xuất sợi tre tự nhiên tương tự với quy trình sản xuất sợi lanh. Tuy nhiên, quy trình này đòi hỏi chi phí cao và kém hiệu quả do tốn nhiều thời gian và lao động. Sợi tre viscose sử dụng phương pháp hóa học tương tự với quy trình sản xuất viscose hay rayon. Quy trình này gây nên nhiều quan ngại về ô nhiễm môi trường nước, lại còn có thể làm mất đi các đặc tính tự nhiên của sợi tre. Sợi tre lao xeo, phương pháp hóa học tương tự với quy trình sản xuất sợi lao xeo. Quy trình này được cho là giữ được các đặc tính tự nhiên của tre và hạn chế tối đa các tác động đến môi trường. Trong 3 phương pháp trên, chúng ta có thể thấy phương pháp lao xeo là phương pháp tối ưu nhất về thời gian, chi phí, chất lượng và đặc biệt là thân thiện hơn với môi trường. Đây cũng là lý do mà Green Gem chọn sử dụng sợi tre lao xeo. Quy trình sản xuất sợi tre lao xeo của Green Gem được diễn ra như sau. Bước 1, tre được cắt nhỏ và xay thành bột gỗ tre. Bước 2, bột tre được tẩy trắng, chiết xuất thành cellulose. Cellulose sau đó sẽ được hòa tan với nước và dùng môi hữu cơ NMMO để tạo thành dung dịch nhớt. Bước 3, dung dịch nhớt được đùn ép qua gương sen, rồi qua các bể đông tụ và làm sạch, tạo thành các sợi dài liên tục. Bước 4, áp dụng công nghệ kéo sợi cirrospun để tạo thành sợi tre bamboo. Nhờ các đặc tính tự nhiên của cây tre, vải dệt từ sợi tre mang nhiều ưu điểm nổi bật như độ kháng khuẩn tốt hơn hẳn so với các loại sợi tự nhiên khác, khả năng kháng tia UV tốt, độ thoáng khí tốt, bề mặt mềm mịn và không gây kích ứng cho da. Cũng vì vậy mà sợi tre được sử dụng làm quần áo em bé, đồ ngủ và đồ lót. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại mọi người tại những video tiếp theo của Green Gem và đừng quên theo dõi fanpage của Green Gem để cập nhật thêm những kiến thức khác về vải sợi nhé. Xin cảm ơn và tạm biệt.